Rồi chào các em. Trước tiên vào buổi học thì các em nghe âm thanh tốt không? Rõ Dạ Dạ rõ rõ. thôi. Rồi đại diện một bạn trả lời coi kỳ trước mình học tới đâu rồi. Nhớ không? Kỳ trước chúng ta học tới phần nào? Không bạn nào nhớ à? Kỳ trước chúng ta học xong chương 5 chưa? Chương 5 nói về giám sát và vận hành tài sản trang thiết bị đó. Dạ xong hết chương 5 rồi thầy ơi. Rồi như vậy hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần chương 6. Và cuối cùng cái thời gian cuối cùng á, thời gian còn lại của buổi học hôm nay đó, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ. Nha. Với hình thức là trắc nghiệm. Như vậy thì cái bài kiểm tra giữa kỳ á, cái nội dung nó trải dài từ chương 1 cho tới chương 3 thôi. Chương 1 tới chương 3. Là chương 1 là nói về các khái niệm. Rồi chương 2 về quản trị đầu tư xây dựng cơ bản và chương 3 là về hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đó là nội dung bài kiểm tra giữa kỳ của chúng ta. Thì nó nằm trong phạm vi là 3 chương. Đấy, các em mà theo dõi phần học online từ đầu tới giờ đó thì cái bài kiểm tra giữa kỳ này chúng ta làm rất đơn giản, không có gì phải lo lắng. Cái thời gian làm bài kiểm tra đó là phạm vi là 20 phút, chúng ta sẽ làm khoảng 30 câu hỏi ha. 20 phút, 30 câu hỏi. Thì sau khi tính toán rồi đó, nếu mà các bạn có học bài đó thì các bạn sẽ làm khoảng là 10 phút là cái bài kiểm tra giữa kỳ này là xong. Rồi, trên tinh thần là các bạn chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ với hình thức là trắc nghiệm online nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái chương 6, cái chương cuối cùng của môn quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật và cũng là cái buổi học thứ 9, cái buổi học để mà các bạn có thể là đầy đủ những cái nội dung để thực hiện cái bài kiểm tra cuối kỳ do nhà trường ấn định cái ngày nào đó thì không biết. Chúng ta sẽ học chương 6. Chương 6 giám sát việc dự trữ, bảo dưỡng, bảo trì tài sản, thiết bị, công cụ trong khách sạn. Đây là cái tiêu đề mà trong giáo trình nêu lên. Chúng ta thấy cái tiêu đề nó quá dài ha. Nên tóm lại tiêu đề này là như gì? Là giám sát việc dự trữ, bảo dưỡng, bảo trì tài sản, thiết bị trong khách sạn. Phần đầu tiên á, chúng ta sẽ đi vô cái bài 1 hay là cái phần 1 là lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị. Lập kế hoạch mua sắm tài sản trang thiết bị. Ở đây mình nói về bộ phận thôi chứ không đề cập tới khách sạn ha. Lập kế hoạch mua sắm tài sản trang thiết bị cho cái bộ phận của mình đang quản lý. Như là bộ phận phòng, bộ phận nhà hàng, bộ phận lễ tân hoặc là phòng nhân sự, bộ phận bếp, vân vân. Trước tiên là chúng ta sẽ nói về cái mục đích để mà lập kế hoạch mua sắm. Mục đích để lập kế hoạch mua sắm. Thì hàng năm đó, hàng năm thì ban giám đốc khách sạn sẽ giao cho các bộ phận
tiến hành lập cái kế hoạch mua sắm tài sản trang thiết bị cho bộ phận của mình. Thông thường vào quý 4 của năm đó thì sẽ ra thông báo tiến hành lập kế hoạch, thông báo cho các bộ phận. Cái mục đích của việc lập kế hoạch là giúp cho khách sạn dự trù được cái kinh phí hay là cái chi phí để mà đầu tư mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị của khách sạn. Và cũng là giúp cho cái việc tiết kiệm cũng như sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn để phục vụ cho kinh doanh. Đó là cái mục đích lập kế hoạch mua sắm tài sản trang thiết bị trong khách sạn, cụ thể là trong các bộ phận trong khách sạn. Như vậy, nhắc lại đây là trách nhiệm của các người đứng đầu bộ phận trong khách sạn sẽ tiến hành lập kế hoạch để trình lên cho ban giám đốc phê duyệt. Để lập kế hoạch tốt, để lập được cái kế hoạch mà đảm bảo kế hoạch này sau khi trình lên không bị sửa chữa, không bị trả về để làm lại, thì trong giáo trình đưa ra một vài cơ sở để tiến hành lập kế hoạch mua sắm. Chúng ta sẽ tham khảo một vài cơ sở mà trong giáo trình đề cập tới. Đó là cơ sở để lập kế hoạch mua sắm. Cái cơ sở thứ nhất á, là căn cứ vào tiêu chuẩn định mức và nhu cầu tình trạng thực tế của khách sạn. Căn cứ vào tiêu chuẩn định mức và nhu cầu tình trạng thực tế của khách sạn. Tiêu chuẩn định mức là gì? Thực tế tiêu chuẩn định mức ở đây chính là cái nguồn kinh phí hay là cái chi phí mua sắm mà ban giám đốc phân bổ về cho các bộ phận. Bộ phận nào quản lý cơ sở vật chất nhiều thì cái kinh phí này được cấp nhiều, cái chi phí này được cấp nhiều. Bộ phận nào quản lý cơ sở vật chất nhiều nhất thì chi phí được cấp nhiều nhất. Như vậy tiêu chuẩn định mức chính là cái nguồn kinh phí hay là cái chi phí mà ban giám đốc sẽ phân bổ về cho các bộ phận. Nhiều hay ít tùy theo bộ phận quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài sản nhiều hay là ít. Và cái người đứng đầu bộ phận phải dựa vào cái nhu cầu tình trạng thực tế của khách sạn. Tức là thực tế khách sạn cần gì? Cần những loại nào, cần công cụ, trang thiết bị nào. Và xem xét các khu vực hoạt động trong khách sạn, cũng như là các nguyên vật liệu thiết kế, lắp đặt trong khách sạn, nguyên vật liệu để mà trang trí nội thất xây dựng trong khách sạn. Thực tế ra sao thì phải đề nghị, thì chúng ta mới có thể đề nghị mua sắm những máy móc trang thiết bị để mà tiến hành bảo trì, bảo dưỡng hay là phục vụ khách v.v. Đó là dựa vào cái nhu cầu tình trạng thực tế của khách sạn. Để là minh họa cho cái ý này á, thì bây giờ chúng ta xem xét khách sạn khu vực nào trải thảm, cái sàn thảm thì lót ở khu vực nào, ở những cái diện tích thảm được lót trong khách sạn là bao nhiêu, cái diện tích thảm được lót bao nhiêu. Chúng ta phải tính toán cụ thể để xem có đề nghị nên mua máy giặt thảm, máy thổi khô thảm, máy hút nước
hay là chúng ta thuê cái công ty dịch vụ bên ngoài để mà làm cái công tác bảo trì sàn thảm, tính toán cụ thể để xem cái chi phí thuê mướn bên ngoài và chi phí mua sắm máy hóa chất rồi nhân công, cái nào lợi hơn. Đó là minh họa cho cái ý nói về nhu cầu tình trạng thực tế của khách sạn. Cái cơ sở thứ hai đó là dựa trên cơ sở vật chất trang thiết bị hiện có. Dựa trên cơ sở vật chất trang thiết bị hiện có. Cơ sở thứ ba đó là dựa trên các đề nghị mua sắm của các quản lý. Quản lý ở đây có thể là quản lý bộ phận hoặc là các giám sát, người ta quản lý các công việc, các khu vực hoạt động trong khách sạn thì người ta xem xét có thiếu sót, có hư hỏng những trang thiết bị nào thì họ sẽ đề nghị mua sắm trong năm. Tuy nhiên những cái tờ đề nghị mua sắm này có thể là chưa được thực hiện do là cái chi phí mua sắm nó vượt cái khung cho phép, thì những cái tờ đề nghị mua sắm này phải để lại và đưa vào kế hoạch mua sắm của năm sau, cho năm sau. Đó phải dựa trên các tờ đề nghị mua sắm đã tồn tại chưa thực hiện đó, đưa vào cái kế hoạch cho năm sau thực hiện. Và cái điểm cuối cùng để mà dựa trên cái điểm này để lập cái kế hoạch mua sắm cho bộ phận của mình đó, đó là trong cái bản kế hoạch cần nêu rõ cái mốc thời gian thực hiện. Cần đề rõ cái mốc thời gian thực hiện những công việc này. Tức là cái deadline đó. Cái công việc này phải hoàn thành đúng ngày, đúng tháng, đúng cái thời điểm đó cho tôi. Để tôi có trang thiết bị, có công cụ để mà phục vụ khách. Đó phải đưa ra cái mốc thời gian hoàn thành để cho cái bộ phận kế hoạch, bộ phận vật tư người ta tiến hành thực hiện cho mình. Đó là một vài cái cơ sở để lập kế hoạch mà trong giáo trình đề cập tới. Bây giờ chúng ta qua cái phần yêu cầu khi tiến hành lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị. Thì những yêu cầu nào được lưu tâm? Yêu cầu thứ nhất, kế hoạch mua sắm trang thiết bị phải sát với thực tế. Ở đây cái yêu cầu này nó có phù hợp với lại cái cơ sở thứ nhất đó. Đó là khi mà những bộ phận lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị công cụ cho bộ phận của mình đó, phải thiết lập sát với thực tế. Thực tế đây là thực tế cơ sở vật chất của bộ phận mình như thế nào, hư hỏng ra sao, cần thiết có mua, cần thiết sửa hay không thì mới lên kế hoạch. Không nên lên kế hoạch một cách chung chung. Không nên xem xét, không nên thiếu sự xem xét cụ thể để mà lên kế hoạch. Thực tế cần gì thì đề nghị mua, còn chưa cần thiết không mua. Tính toán chi phí thuê mướn công ty dịch vụ bên ngoài, thuê mướn nhân lực bên ngoài so với cái nhân lực của khách sạn hoặc là máy móc đầu tư mua về, phải tính toán cho nó phù hợp. Rồi chúng ta mới đưa vào cái kế hoạch trình lên cấp trên phê duyệt. Khi mà cấp trên người ta xem cái bản kế hoạch của mình đó, người ta sẽ thấy rõ được cái năng lực của người quản lý bộ phận. Không dự trù quá nhiều về hạng mục, không dự tính quá nhiều về hạng mục. Để mở ngoặc hạng mục ở đây là gì? Tức là những cái hạng mục cần sửa chữa, cần nâng cấp, cần thay mới trong bộ phận của mình. Giả dụ như bộ phận nhà hàng có nhiều cái hạng mục cần sửa chữa sau một thời gian hoạt động, như là khu vực quầy bar đó, sau một thời gian hoạt động có thể nó xuống cấp, tủ bàn nó mục, hay là hệ thống nước nó bị ngạt, bị nghẽn gì đó vân vân, hoặc là cần mở rộng quầy bar, hoặc hạng mục bên khu vực phòng ngủ, bộ phận phòng quản lý có thể là những cái phòng ngủ nó bị xuống cấp, đồ nội thất nó bị phai màu, bạc màu, trầy xước vân vân. Đó là những cái hạng mục ví dụ như thế. Thế bên khu vực lễ tân thì hạng mục nào? Có thể là cái sảnh lễ tân sau một thời gian lót đá, lót gạch đi nó bị trầy xước, nó mẻ gạch, nó rỗ, cái bề mặt của gạch này cần phải thay mới vân vân. Đó là những cái hạng mục. Như vậy thì trong cái bộ phận của mình nó không nên dự tính quá nhiều về hạng mục.
chính cái điều này nó phù hợp với lại cái kinh phí hay là cái định mức đã được phê duyệt đó. Chúng ta phải tính toán làm sao thấp hơn cái định mức được phê duyệt là tốt. Còn nếu mà vượt định mức thì lên cấp trên người ta không có phê duyệt đâu. Vượt định mức người ta bắt buộc phải về làm lại kế hoạch. Nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Và nó cũng liên quan tới cái kinh phí, cái chi phí phân bổ đó. Thì không dự trù quá lớn về kinh phí hay là chi phí. Như vậy nếu chúng ta không căn cứ vào cái tiêu chuẩn định mức đã được phân bổ ban đầu đó, chúng ta tính toán làm sao mua sắm như thế nào mà nó vượt quá cái kinh phí cho phép, thì cái kế hoạch này được trình lên sẽ bị trả về, phải làm lại, mất thời gian. Và chưa nói là ban giám đốc người ta sẽ đánh giá cái năng lực quản lý của cái người đứng đầu bộ phận. Đó là một vài cơ sở và yêu cầu khi tiến hành lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho bộ phận của mình ha. Các bạn nhớ lưu ý cái phần này rất quan trọng. Bây giờ chúng ta đi qua phần kế tiếp. Là nói về lựa chọn nhà cung ứng. Thì trong khách sạn thì có rất nhiều nhà cung ứng, hoặc là nói cách khác là nhà cung cấp. Những cái nhà cung cấp này sẽ cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu cho khách sạn tạo ra sản phẩm phục vụ khách. Nguyên vật liệu, nhiên liệu để mà tạo ra sản phẩm phục vụ khách. Như vậy thì bắt buộc khách sạn phải lựa chọn được cái nhà cung ứng cho nó phù hợp. Và khi mà lựa được nhà cung ứng thì phải quản lý được họ, quản lý được nhà cung ứng. Nếu chúng ta quản lý được nhà cung ứng á, thì cái nguồn cung cấp nguyên vật liệu này được đảm bảo. Và chúng ta cũng kiểm soát được cái giá cả khi mà nhà cung ứng đưa ra dựa trên hợp đồng đã ký. Vì cái giá cả nó thay đổi theo từng thời điểm trên thị trường. Nếu chúng ta không để ý vấn đề này đó, thì cái nhà cung ứng người ta có thể bỏ qua cái yếu tố về thay đổi giá trên thị trường. Ngay tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì cái giá nguyên vật liệu có thể là nó cao, thì họ giao giá cao cho khách sạn. Nhưng mà tới cái thời điểm tháng 7, tháng 8, tháng 9 là tháng mưa bão, cái việc kinh doanh phục vụ khách thì đó là cái mùa thấp điểm. Như vậy thì cái giá cả trên thị trường có thể là nó thấp hơn so với những cái tháng cao điểm, tháng 11, 12, 1, 2, 3. Thì bắt buộc chúng ta phải đàm phán với nhà cung ứng về những cái giá cả của những nguyên vật liệu khi giao vào cung cấp cho khách sạn vào những cái thời điểm thấp điểm, những cái mùa thấp điểm, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Đó, phải đàm phán với họ về cái giá như thế. Còn nếu họ không đồng ý, có thể chúng ta đổi nhà cung ứng hoặc có thể lựa chọn nhà cung ứng khác. Như vậy thì cái lựa chọn nhà cung ứng nó có cái quy trình bắt buộc khách sạn mà trực thuộc nhà nước quản lý phải tuân thủ theo cái quy trình lựa chọn nhà cung ứng. Như vậy thì để đi tới cái quy trình lựa chọn nhà cung ứng á, thì chúng ta sẽ xem xét một vài đề nghị trong giáo trình đề cập tới. Nhất là tìm kiếm và duy trì các nguồn cung ứng bền vững. Tức là cái nhà cung ứng đó phải cung cấp nguyên vật liệu cho khách sạn thường xuyên, tránh trường hợp là không có hàng. Bởi vì khách sạn kinh doanh 24/7 thì không có chuyện là không có hàng, không có vật liệu, không có nguyên liệu giao cho khách sạn. Điều đó không thể nào mà chấp nhận. Kế tiếp là khi mà tiến hành lựa nhà cung ứng, chúng ta phải phân tích đánh giá cái nhà cung ứng cẩn thận.
để đảm bảo được cái tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung ứng phù hợp với tiêu chuẩn quy định của khách sạn hoặc tiêu chuẩn quy định của nhà nước, của cấp quản lý cấp trên. Nếu phải phân tích đánh giá cái nhà cung ứng để cho thật cẩn thận, điểm mạnh, điểm yếu, cũng như chất lượng và cái thời gian giao hàng của họ, cái nguồn hàng cung cấp xuất phát từ đâu, v.v. Cái phương thức kế tiếp để chọn nhà cung ứng tốt đó là áp dụng đấu thầu cạnh tranh hoặc là đàm phán. Thì đây nó nằm trong luật đấu thầu. Thì cái luật đấu thầu cho phép lựa chọn nhà cung ứng dựa trên có thể là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, hoặc có thể áp dụng hình thức thông thường là người ta áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh, hoặc có thể là đàm phán trực tiếp thông qua chỉ định thầu. Thì khi chúng ta áp dụng đấu thầu để mà chọn nhà cung ứng á, tuân thủ theo luật đấu thầu á, đó là chúng ta được phép chọn cái nhà cung ứng này. Và những cái chi phí để mà trả tiền mua nguyên vật liệu cho nhà cung ứng á, được hạch toán vô chi phí kinh doanh. Được phép hạch toán vô chi phí kinh doanh. Hoặc có thể là tính vào cái phần là kế hoạch trừ cái chi phí này được trừ lại trong cái doanh thu mà phải thực hiện theo kế hoạch. Thì cái phần này mình muốn các bạn đi làm thực tế các bạn sẽ hiểu. Kế tiếp là ta phải giám sát nhà cung cấp được lựa chọn để đảm bảo. Để đảm bảo cái gì? Đảm bảo là giao hàng phải đúng hạn. Đảm bảo về chất lượng của hàng hóa. Đảm bảo là phải điều chỉnh kịp thời về giá cả phù hợp với thị trường. Đó. Chứ không phải ký hợp đồng xong rồi họ muốn giao lúc nào giao, họ muốn giao cái loại nào thì giao. Hoặc là giá cả trên thị trường biến động thì họ cũng vẫn y giữ y như giá cũ. Giá đang giảm mà vẫn giao cái giá cũ là không thể nào được. Bắt buộc phải giám sát cái nhà cung ứng. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái quy trình để mà lựa chọn được nhà cung ứng cho khách sạn. Bước thứ nhất á, là cái kế hoạch mua sắm trang thiết bị, kế hoạch mua sắm của cột bộ phận đã được phê duyệt và trả về cho bộ phận thực hiện. Cái kế hoạch mua sắm này được ban giám đốc phê duyệt và gửi về cho những cái bộ phận để tiến hành thực hiện. Như vậy khi nhận được cái kế hoạch mua sắm và những trang thiết bị nào cần thực hiện trong cái kế hoạch, cần mua sắm trong kế hoạch đó, thì bộ phận sẽ tiến hành khảo sát thị trường. Chỉ cần một cái click chuột thôi thì toàn bộ những nhà cung cấp trang thiết bị sẽ hiện lên rất rõ trên màn hình. Như vậy thì bộ phận sẽ tiến hành nghiên cứu, khảo sát thị trường, nghiên cứu những nhà cung ứng, tìm hiểu những thông tin của nhà cung ứng. Nói chung gọi là khảo sát thị trường. Thị trường về giá cả, chất lượng, cũng như là cái nguồn cung cấp sản phẩm, xuất xứ của sản phẩm, của nguyên vật liệu. Kế tiếp là cái việc đánh giá nhà cung cấp, đánh giá nhà cung ứng. Sau khi có những cái thông tin cần thiết, bắt đầu mới tiến hành là tổ chức đánh giá nhà cung ứng. Các quản lý sẽ tham gia đánh giá nhà cung cấp, đưa ra những điểm ưu điểm, nhược điểm những của nhà cung cấp. Thì cần có những cái người quản lý về chuyên môn, tức là họ có chuyên môn để mà cung cấp những cái thông tin
những cái kinh nghiệm tốt nhất về những nhà cung ứng, về những nhà cung cấp nguyên vật liệu cho bộ phận của mình, như hàng vải, hàng văn hóa phẩm, hóa mỹ phẩm, hoặc khu bếp thì có thể là hàng về nguyên vật liệu để mà chế biến món ăn, hải sản, rau củ quả, máy móc, dụng cụ làm bếp, máy móc, trang thiết bị ở khu vực bếp, v.v. Thì chỉ có những cái người mà người ta vững về chuyên môn, có nghiệp vụ, thì người ta mới sẽ góp ý với lại bộ phận để mà đánh giá cái nhà cung ứng. Thì sau khi đánh giá nhà cung ứng, dĩ nhiên phải có cái biên bản cuộc họp đánh giá nhà cung ứng. Và bước kế tiếp đó là lựa chọn nhà cung ứng. Sau khi có cái biên bản đánh giá, bắt đầu là cái biên bản này được cái người đứng đầu bộ phận xem xét và phê duyệt. Có thể trình lên cho ban giám đốc phê duyệt. Nếu theo quy định của khách sạn thì ban giám đốc có thể là xem xét và phê duyệt lựa chọn những nhà cung ứng. Và sau khi ban giám đốc phê duyệt á, thì coi như là cái nhà cung ứng này sẽ tiến hành đến khách sạn để đàm phán, để ký hợp đồng. Sẽ tiến hành đến khách sạn đàm phán, ký hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị cho khách sạn. Đây là toàn bộ quy trình để mà lựa chọn nhà cung ứng, nhà cung cấp tất cả những tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cho khách sạn. Thì những cái bước thực hiện đều được ghi lại hoặc được thể hiện bằng các văn bản, những cái biên bản. Thiếu những bước này, nếu những bộ phận thực hiện chọn nhà cung ứng mà thiếu một trong những bước này, thì cái nhà cung ứng này hoặc là cái biên bản để mà chọn lựa nhà cung ứng này, ban giám đốc sẽ không phê duyệt. Sẽ không phê duyệt. Mà nếu không phê duyệt mà chúng ta vẫn chọn nhà cung ứng cung cấp tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cho khách sạn, thì khách sạn sẽ không thanh toán tiền khi mà bộ phận nhập trang thiết bị, nhập nguyên vật liệu về cho bộ phận sử dụng đó, thì khách sạn sẽ không thanh toán tiền, bởi vì nó vi phạm được cái nguyên tắc tài chính kế toán theo quy định của nhà nước. Nếu khách sạn không thanh toán thì bắt buộc bộ phận phải thanh toán cái phần chi phí này. Dĩ nhiên cái điều này thì những bộ phận không hề muốn, cho nên bắt buộc chúng ta phải tuân thủ theo cái quy trình lựa chọn nhà cung ứng và phải thể hiện các bước thật rõ ràng. Các bước được thể hiện thông qua những cái biên bản của từng bước. Như vậy chúng ta vừa nói xong về cái cách lựa chọn nhà cung ứng hoặc là cái quy trình để mà chọn nhà cung cấp tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cho các bộ phận hay nói chung là cho khách sạn. Bây giờ chúng ta qua cái phần 3 của chương 6 nói về thiết lập hồ sơ tài sản thiết bị. Thì cái phần này chúng ta xem qua thôi. Các bạn về tham khảo trên Google để biết được cái tiêu chuẩn để nhận biết tài sản cố định. Tài sản cố định thì có giá là bao nhiêu? Cái khung giá bao nhiêu trở lên thì được gọi là tài sản cố định. Để hạch toán vô cái chi phí kinh doanh thôi. Và để khấu hao cái tài sản cố định. Ví dụ một cái máy giặt mua trên 10 triệu thì cái máy giặt đó được gọi là tài sản cố định và được đưa vào khấu hao một năm là bao nhiêu tiền đó, thì bên kế toán người ta sẽ tính toán. Và sau khi khấu hao hết
tức là lấy đủ vốn mua cái máy giặt, bắt đầu người ta mới tiến hành, có thể là máy giặt còn tốt thì sử dụng tiếp, còn máy giặt đã hư hỏng, đã xuống cấp thì có thể người ta thanh lý và đề nghị mua mới. Thì tiêu chuẩn để nhận biết tài sản cố định chúng ta về xem, tìm hiểu trên Google ha. Rồi cái mục đích để thiết lập hồ sơ tài sản trang thiết bị thì để làm gì? Để là theo dõi những cái tài sản trang thiết bị trong khách sạn hoặc của bộ phận. Cái hồ sơ tài sản trang thiết bị có thể được thể hiện qua thẻ kho mà các bộ phận phải phải cập nhật tài sản trang thiết bị của mình và phải đối chiếu với lại kế toán định kỳ 1 năm 2 lần vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Còn nếu khách sạn mà có phần mềm để mà theo dõi quản lý tài sản trang thiết bị thì càng tốt. Cái phần mềm này được tất cả các bộ phận trong khách sạn cập nhật và chia sẻ cũng như cấp quyền sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần thứ tư, nói về xây dựng lịch bảo trì bảo dưỡng của khách sạn. Xây dựng lịch bảo trì bảo dưỡng. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về bảo trì. Bảo trì là gì? Bảo trì là tập hợp các hoạt động nhằm duy trì phục hồi một tài sản ở tình trạng nhất định. Đó là khái niệm về bảo trì. Bảo trì là tập hợp các hoạt động nhằm duy trì hoặc phục hồi một tài sản ở tình trạng nhất định. Rồi, các bạn phải lưu ý cái khái niệm này nha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp là vai trò của bảo trì. Thì công việc bảo trì là chính là do cái bộ phận kỹ thuật của khách sạn sẽ tiến hành. Bộ phận kỹ thuật của khách sạn sẽ có trách nhiệm bảo trì các tài sản trang thiết bị cơ sở vật chất của khách sạn khi mà có sự đề nghị của các bộ phận đang quản lý tài sản trang thiết bị đó. Còn những cái tài sản trang thiết bị cơ sở vật chất mà sử dụng chung đó, các bộ phận khách sạn có thể là sử dụng những cái tài sản trang thiết bị đó đó. Thì những cái tài sản trang thiết bị sử dụng chung á, thông thường được giao cho phòng tổ chức người ta quản lý hoặc là phòng vật tư quản lý. Như vậy thì khi mà tiến hành bảo trì những cái tài sản trang thiết bị cơ sở vật chất mà do phòng tổ chức quản lý hoặc phòng vật tư quản lý đó thì phải có sự đề nghị của những cái phòng ban đó phối hợp với bảo trì thực hiện, phối hợp với bộ phận kỹ thuật thực hiện. Thế là chúng ta vừa nói qua cái vai trò bảo trì, bây giờ chúng ta đi cụ thể. Cái việc bảo trì nó giúp phòng ngừa tránh cho máy móc bị hư hỏng. Việc bảo trì nó tránh cho máy móc bị hư hỏng. Khi mà tới cái thời điểm bảo trì hay là kế hoạch bảo trì được lập ra, người ta sẽ tiến hành tháo máy móc trang thiết bị ra để mà bảo trì, vô dầu mỡ. Rồi khi mà phát hiện những cái linh kiện có thể bị hư hỏng, bị mòn, thì trong thời gian bảo trì họ sẽ tháo ra và họ thay mới luôn. Như vậy thì nó giúp cho cái hoạt động máy móc trơn tru, tránh tình trạng là phải dừng máy lại để mà sửa chữa. Tức là sửa chữa thay thế trước khi mà máy móc diễn ra xảy ra hư hỏng. Đó là phòng ngừa tránh cho máy móc bị hư hỏng. Cái vai trò thứ hai của bảo trì đó là cực
đại hóa năng suất. Chính cái việc mà hạn chế được cái thời gian dừng máy để sửa chữa đó cũng là giúp cho cái máy móc hoạt động hết năng suất của nó. Cực đại hóa năng suất, máy móc chạy tốt hơn, hoạt động tốt hơn, thời gian dừng máy sửa chữa. Đó là vai trò của bảo trì. Bây giờ chúng ta sẽ bàn tiếp về các yêu cầu khi xây dựng lịch bảo trì bảo dưỡng. Thì đây là trách nhiệm của bộ phận kỹ thuật. Chúng ta cũng tham khảo qua để biết được kỹ thuật sẽ có trách nhiệm như thế nào khi mà xây dựng lịch bảo trì bảo dưỡng. Như vậy khi mà bộ phận kỹ thuật muốn tiến hành lập cái lịch bảo dưỡng hay là xây dựng cái lịch bảo dưỡng đó, đầu tiên là phải thu thập dữ liệu về kiểm tra và bảo dưỡng của các bộ phận. Chính những cái bộ phận đang quản lý tài sản trang thiết bị, họ sẽ biết rõ những cái trang thiết bị máy móc, công cụ tài sản nào cần phải được kiểm tra, cần bảo trì theo kế hoạch. Hoặc là bảo trì đột xuất thì chính những cái người mà sử dụng những cái tài sản trang thiết bị đó họ có thể là đề nghị tiến hành bảo trì bảo dưỡng. Như vậy thì kỹ thuật phải phối hợp những cái bộ phận quản lý cơ sở vật chất để mà lập được cái lịch bảo trì bảo dưỡng. Và lịch bảo trì bảo dưỡng khi thiết lập đó phải dựa vào tình hình kinh doanh của khách sạn. Phải dựa vào tình hình kinh doanh của khách sạn. Chứ không tự ý mà lên cái lịch bảo trì bảo dưỡng. Hoặc là ấn định cái ngày nào đó đến mà bảo trì bảo dưỡng. Cái đó không phù hợp. Bởi vì khách sạn là hoạt động 24/24. Phải xem xét cái tình hình khách lưu trú. Cái tình hình tiệc ở nhà hàng, tình hình khách lưu trú ở các phòng ngủ mới tiến hành lên được cái lịch bảo trì bảo dưỡng. Như vậy là phải có sự phối hợp giữa bộ phận lễ tân với bộ phận housekeeping hay là với bộ phận nhà hàng để xem cái tình hình khách như thế nào, tình hình tiệc ra sao, tình hình kinh doanh phòng như thế nào. Để mà lập được cái lịch bảo trì bảo dưỡng những trang thiết bị ở những cái bộ phận mà trực tiếp phục vụ khách đó. Và cũng phải lưu ý tới cái nguồn nhân lực để thực hiện cái công tác bảo trì bảo dưỡng. Bởi vì khi mà chúng ta xây dựng cái lịch bảo trì bảo dưỡng đó, khi xây dựng lịch bảo trì bảo dưỡng và được phê duyệt, được ban giám đốc phê duyệt sẽ thực hiện dựa trên cái lịch. Thấy vậy chết mồ. Thì nguồn nhân lực để thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng thì phải dựa vào, phải tính tới cái nguồn nhân lực này. Để vì sao? Vì khách sạn hoạt động 24/24. Như vậy thì những cái vấn đề xảy ra hư hỏng về máy móc, trang thiết bị, về những cơ sở vật chất trong phòng ngủ có thể hư hỏng xảy ra đột xuất. Thì như vậy thì nhân viên kỹ thuật sẽ phải có người để mà thực hiện ưu tiên sửa chữa, bảo trì những cái vấn đề đó. Những cái máy móc, trang thiết bị hư đột xuất đó. Đồng thời cũng phải là
có cái nhân lực để mà thực hiện theo cái lịch bảo dưỡng, theo cái lịch bảo trì bảo dưỡng. Và kế tiếp là công tác bảo trì bảo dưỡng cho những thiết bị riêng lẻ đó thì phải dựa vào tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất để xem là trang thiết bị máy móc này còn bảo hành hay là không. Và muốn tháo máy ra để mà sửa chữa bảo hành phải dựa vào cái sơ đồ máy hoặc là tài liệu thiết kế, bản vẽ của máy móc vân vân, dựa vào đó để mà tiến hành thực hiện, tiến hành bảo trì. Đó là chúng ta dừng bài học ở đây, nói về xây dựng lịch bảo trì bảo dưỡng. Thế thì còn 30 phút còn lại đó, 30 phút còn lại thì các em sẽ làm một cái bài kiểm tra giữa kỳ. Thầy sẽ gửi cái link cho các em. Các em sẽ tiến hành copy cái link này vào Google, vào lên trang web á, để mà mở cái bài kiểm tra giữa kỳ ra chúng ta làm. Thì thầy nhắc nhở các em điều này. Khi các em mở cái bài kiểm tra lên á, khi các em mở bài kiểm tra lên á, thì chúng ta phải ghi rõ họ tên của mình, ghi rõ, không cần viết hoa đâu. Rồi các bạn phải ghi lớp của mình, lớp ghi ngắn gọn thôi, có thể là lớp N11, N31, N mấy gì đó, chứ đừng có viết dài quá, cao đẳng khách sạn N mấy thì mất công lắm. Chúng ta ghi Phạm Thị Thanh Hoa, N34. Đó là những câu hỏi bắt buộc chúng ta phải trả lời. Sau khi các bạn mà nhập đủ tên, họ, rồi lớp, lúc đó chúng ta sẽ đi qua cái phần kế tiếp, đó là có những câu hỏi trắc nghiệm. Và các bạn thực hiện hết 30 câu hỏi trắc nghiệm đó, chúng ta sẽ tiến hành submit. Submit tức là nó sẽ chuyển về cái mail cho thầy. Lúc đó thì thầy sẽ tổng kết điểm các em trên cái bảng điểm cho nhà trường nha. Bây giờ thầy sẽ tiến hành gửi cái link lên, rồi các bạn sẽ copy cái link này để mà làm bài nha. Đây. Đây là cái link để mà các bạn làm bài kiểm tra giữa kỳ với thời gian là 20 phút cho 30 câu hỏi và tổng điểm là 100. Rồi các em sẽ tiến hành làm bài nha. Thầy. Cái gì em? Thầy lấy cái link đó rồi tụi em khó vô lắm thầy. Thầy copy cái link đó thì gửi vô cái chỗ trò chuyện của group mình dễ hơn thầy. Đúng rồi thầy, em nhấn vô không được thầy ơi. Rồi ok, chờ chút, thầy cái phần này thầy chưa có rành lắm. Để thầy copy cái link lại. Ủa thầy ơi, vậy giờ tụi em out ra tụi em làm bài hả thầy? Không, để thầy copy cái link qua rồi lúc đó thì mấy em mới làm. Rồi thấy cái link chưa? Chưa thầy ơi. Chưa thầy ơi. Rồi thấy chưa? Dạ thấy rồi thầy. Thấy rồi thầy. Rồi copy ra được không? Rồi cứ thế mà làm bài xong rồi gửi cho thầy nha. Rồi chúng ta out. Thầy có nói thời gian được không thầy? Còn có 22 phút thôi thầy ơi. Thì 20 phút, 3 phút là cho các bạn nhập tên thôi. Cái này thầy tính rồi, làm kịp, không có gì đâu mà lo. Đây là quy định của nhà trường mà, đâu có tăng thời gian được em.
đúng là cho 20 á, nhưng mà thầy cho 30 là các em còn 3 phút để mà nhập tên, nhập lớp vô. Rất đơn giản, có gì đâu lo lắng. Cứ làm đi. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Chắc là tạm dừng lớp thầy Cát ơi. Mời thầy Cát điểm danh. Thầy ơi em vô không được thầy ơi.
Thầy ơi. Thầy ơi. Em bị văng ra rồi thầy ơi, còn tới 6 phút lận. Ủa thầy, sao hồi nãy em thấy còn 5 phút cái nó để còn 5 giây cái tự động nộp bài em luôn rồi thầy ơi. Thầy ơi, em cũng vậy á thầy ơi. Thầy ơi, bị ăn gian trắng trợn rồi thầy ơi. À, alo các bạn, đợi tí xíu để thầy liên hệ với lại thầy Tịnh nha. Ờ, alo mấy bạn khác có bị giống như những bạn này không ạ? À? Các bạn ơi. Có thầy, dạ, em có. Có thầy ơi, lớp em bị lắm thầy ơi. Thầy ơi. Sao đề có tiếng Anh thầy ơi. Bạn nào cũng bị hết vậy hả? Ok, thầy đã liên hệ với lại thầy Thịnh rồi, các bạn đợi tí xíu nha. Dạ thầy. Đề dễ không? Em không đúng đúng tất cả thầy, thấy còn 5 phút thôi thầy cho nó nào thầy. Thầy ơi sao đề của em bị lỗi á thầy? Câu tiếng Anh, câu tiếng Việt. Em bình thường hả thầy ơi? Ủa, các bạn xong được ao với thầy. Các bạn bình, có bạn bình thường kìa. Bình thường mà thầy. Chứ gì bình thường luôn thầy. Em bình thường thầy ơi. Bình thường mà như em cũng bình thường thầy ơi. Em đang làm cái câu 29 cái nó tự nhiên nó nộp luôn thầy ơi. Cho ngã mới nhầm phút cái nó nhảy cái nó nộp luôn á thầy. Thế tại vì hệ thống thấy mấy bạn làm điểm cao quá rồi nó tự kết thúc á. Trời, hệ thống nó xạo thì mới làm có 10 câu thôi điểm cao kìa. Vô mẹ ăn ở làm sao cường ơi. Ta đang ngồi về làm gì nhâm nhi thế nào nó tự nạp bài. Ừ, còn làm vừa làm vừa nhâm nhi ly trà mà mày tập trung mày làm mà mày đâu có bị đâu tại mày nhâm nhi nữa kìa. Ngồi mình thảnh thê thấy còn nhiều thời gian này này thì thảnh thê. Tự nhiên nó nạp bài tôi tưởng bấm nhầm chứ. Ủa này có thằng Tường học nữa ta. Đã. Có nguyên lớp tôi lận chứ không phải mình tôi. Không biết luôn hồi nãy giờ không để ý luôn trời. Thấy có lớp 32 của thằng Chí thằng Hậu à. Thường kiểm tra mấy cái đó. Không đủ không có biết gì đâu à. Nó làm đi. Ủa lộn. Ông lo ăn không à. Mấy bạn đọc bài xong hết đúng không mấy bạn? Dạ đúng.
Còn bạn nào đang làm không? Nó tự nộp thôi, cho em đâu có nộp. Thầy ơi, nó tự nộp luôn. Còn bạn nào đang làm không? Nó tự nộp cho em đâu có nộp. Dạ, tụi em đang làm. Còn bạn đang làm hả? Ừ, phải làm tiếp. Dạ, còn em thầy ơi. Trời ơi, trời má, sư mẫu còn làm không trời, sướng vậy. Gì giờ này mà sư mẫu đang còn làm hả sư mẫu? Ơi xong rồi sao thầy, anh được ao chưa thầy? Thầy, nó ăn gian giờ của tụi em kìa thầy. Em làm bài có mười mấy câu rồi thầy. Chứ bạn nộp bài xong các bạn ở trong group đợi xíu đi, chút thầy Thịnh vào, thầy Thịnh hỗ trợ các bạn. Cái này phải cộng điểm thêm rồi thầy, cộng em 5 điểm được rồi. Phải là. Thầy ơi, em gửi bài nhưng mà nó không qua trang khác thầy ơi. Rồi đợt lần sau học lại đó thầy công điểm cho nghe Cường. Mình không có tham la, mình xin đủ 5 điểm thôi. Rồi, chuyện này chắc thầy đi ăn cơm chiều rồi. Thầy ghé Đồng Nai mua thịt bò của mày Cường ơi. À, em mới nghĩ bán. Sẽ em bán cái thầy cũng 2 triệu à. Thầy đi ăn cơm rồi. Bạn lại một tí đi. Mở mic lên nói nha Lộc ơi, thầy không có ở đây đâu mà trả lời. Thầy đi ăn rồi, các bạn đây 5 giờ đi. Trong thời gian chờ đợi thì các bạn nào có đáp án ghi vô để mình chép lại. Mẹ làm còn chưa đọc tới nữa mà đòi đáp án khùng. Chỗ dòng xây lưới hơi tổ á, dở chân dòng lưới hơi tổ lên từ đây đáp án dưới á. Trong thời gian để thầy thì các giờ mà tao biết không nè, cái này ta gọi là hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Tường tường nó mới Sài Gòn về hay gì phải ơi, nó mới biết để cho anh cách ly nó đi. Bạn nào biết cho họ. Chỗ mọi người sao rồi? Cách ly chưa? Không. Chỗ tao được ăn ngày 80 ngàn. Cách ly chứ cách ly nhà, mẹ chửi thôi. Có người canh, có người gác mày luôn. Chỗ của em thì đầu trên bị, đầu dưới bị, ở giữa em thì lại chưa có bị. Chắc cũng sắp rồi. Chỗ tao ăn nhà nước nuôi không à, không có tốn tiền. Thì mày ăn cơm tù đó, tập ăn dành đi là vừa. Lâu ta, đói quá. Cường ơi Cường, tối mở cam lên con quýnh bài online Cường ơi. Ủa Cường, Cường ơi, có tài xỉu online, có tài xỉu online à. Thầy vô chưa thầy? Thầy ăn rồi các bạn này. Dạ. Vậy. Thầy có lẹ đi, em đi nấu cơm. Cường mày đói. Alo, alo, 1, 2, 4, alo. À, thầy vô. Dạ, alo nghe thầy ơi. Các bạn được bài xong hết chưa, các bạn nào chưa nào không? Xong rồi thầy ơi. Xong hết rồi thầy ơi. Bạn xong hết đúng không? Em chưa. Ủa sao gì, sao còn mấy câu nào nữa? Thì không vậy? Rồi, vậy là nó lấy cái đồng hồ thời gian của đồ game thôi.
Nó thầy nó còn 4 phút kìa thầy. Ủa, bạn đã gian lận đó thầy. Gian lận trong thi cử. Ủa, em có hát hệ thống không được? Bạn hát hệ thống đó thầy. Bạn đã hát thời gian nữa thầy. Mày có biết nó là sư mẫu không? Bạn là bạn của tôi. Nó lấy đồng hồ quay ngược thời gian 4 phút. Mấy bạn nói chuyện khoa học viễn tưởng quá. 20 phút cho nó bằng 40 phút vậy, còn 20 phút của mình bằng có 5 phút. Mới chớp mắt cái hết mẹ ở sao mẹ. Mới chớp mắt uống nửa tách trà hết mẹ nó 20 phút. Ai có số thầy điện, điện thầy đi. Ờ, bạn nào mình làm bài xong rồi các bạn ao nhóm nha, các bạn đừng quên ao nha. Còn vấn đề các bạn tính kiếm điểm thêm á thầy. Thầy tính kiếm điểm thêm á, giờ đây nó không hết rồi. Thầy đang tính thầy tính cái vấn đề các bạn rồi. Có gì thầy tính kiểm tra với hệ thống thì thầy tính. Đang nói chuyện vui mà ao chị ơi. Thằng Tường nạp xong rồi đi đi. Ở đây kiếm điểm thêm á chị. Tố mày thi lại ở Cường không có kiếm điểm được đâu Cường ơi. Tham lam. Vậy giờ ao không? Rồi bạn nào làm bài xong rồi các bạn được ao nha. Dạ xong rồi đó thầy. Thầy bị lỗi vậy không? Bữa sau có được làm lại bài khác không? Bị lỗi thì ở lại đi em. Im cho thầy nói coi. Cái gì thầy thầy Thịnh, thầy nhận được câu trả lời thầy Thịnh xong rồi thầy sẽ trả lời các bạn trên group nhóm nha. Dạ dạ cảm ơn thầy. Dạ thầy. Dạ đi uống trà được rồi đó. Thầy đóng tiền học lại được á Cường. Trên này vậy mà nhậu online được cũng nhậu đó. Anh em chị cái group này bàn tán đi. Lấy cái bè ra đây khui lên. À, cho anh lửa cái hít bò nè. Rồi mở cam.